lòng nhau chờ. Rồi từ đó những đêm buồn mang tới thương nhớ khôn nguôi, người xưa xa cách rồi, ân tình suốt đời giấu trong lòng vì nức nở mà thôi. Nhìn màu vâng, chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Mạnh Hùng Audio với video tiếp theo test dàn âm thanh và giới thiệu các sản phẩm audio của cửa hàng điện tử Mạnh Hùng vào buổi sáng của ngày 21 tháng 6 năm 2021. Vâng, trong video clip ngày hôm nay thể theo rất là nhiều yêu cầu của các bác gọi điện nhắn tin về cửa hàng điện tử Mạnh Hùng, yêu cầu test và giới thiệu các model dàn size chung. Vâng, đáp ứng theo yêu cầu của các bác, tranh thủ một chút thôi, cửa hàng điện tử Mạnh Hùng lại giới thiệu tới các bác các model dàn size chung trên cửa hàng. Trước màn hình các bác quan sát thì bộ hôm nay em muốn giới thiệu tới các bác đó là bộ dàn Kenwood A5 và còn rất là nhiều các model dàn size chung khác các bác nhá. Bên cánh phải đó là bộ dàn Tiklic rất là độc đáo, và Tiklic 550 rất là độc đáo các bác nhá, và còn nhiều các model dàn size chung như Victor M70 và còn rất là nhiều các dòng size chung Kenwood và Panasonic nữa. Mọi nhu cầu về mua sắm các bộ dàn âm thanh và các thiết bị audio, các bác sẽ liên hệ vào hai số điện thoại của cửa hàng điện tử Mạnh Hùng đều có Zalo, và một số 0979086225 và tiếp theo một số nữa là 0936784225. Địa chỉ cửa hàng điện tử Mạnh Hùng để các bác tìm về chọn mua đó là đối diện cửa bưu điện Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Các bác làm mà tranh thủ được một chút thôi, về với cửa hàng điện tử Mạnh Hùng thì có rất là nhiều sự lựa chọn, từ những dòng bình dân nhất hơn 1 triệu đồng đến những bộ dàn vài chục triệu đồng, trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng vẫn rất là nhiều để phục vụ các bác chơi đam mê audio trên mọi miền Tổ quốc tìm về chọn mua. Vâng, bộ dàn hôm nay trong video clip này với model dàn size chung và trong tầm giá 4 triệu đồng các bác sẽ chơi những bộ Kenwood A5 tuyệt vời luôn các bác nhá. Vâng, với kích thước chiều ngang của bộ dàn Kenwood A5 muốn giới thiệu tới các bác vào video clip ngày hôm nay, kích thước chiều ngang của nó là 73 như em đang bày, chiều cao của nó 42, chiều sâu của nó khoảng 30. Vâng, bộ Kenwood A5 sử dụng nguồn điện 100V, các bác chú ý, các bác nào mà sở hữu bộ dàn này thì chú ý cắm đúng nguồn điện 100V là ok. Vâng, rất là xuất sắc, bộ dàn như bóc xốp luôn các bác nha, mới không thể tả hết được ạ, rất là mới. Vâng, với dòng dàn size chung thì công suất của nó cũng trong tầm khoảng 80W một thùng các bác nha. Vâng, 80W một thùng, vâng, bộ dàn quá tuyệt vời luôn. Vâng, bộ dàn riêng những dòng Kenwood size chung thì Kenwood thì nhắc cái tên Kenwood thì các bác đã biết rồi, dù to hay nhỏ nó đều hay các bác nhá. Vừa rồi là các bác đang thưởng thức một đoạn nhạc Bodelo từ trên mạng xuống, đang nghe bằng đường AUX là DLX. Vâng, những dòng này nó kết được lối được điện thoại, TV mạng và tất cả các chức năng ngoại vi bên ngoài đều kết nối được hết các bác nhá. Trong tất cả các video clip em test đều test phần TV mạng, nguồn nhạc chủ yếu bây giờ các bác nghe từ trên TV mạng xuống.
Vâng, rất ok, dòng này nó có tăng súp bát ở đây ạ. Vâng, LB tăng bát ở đây các bác nhá. Âm thanh rất hay đấy ạ. Vâng, các bác giảm bát, bát tăng bát. Đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào. Vùng lá mê bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì. Tình mình như lá mê rơi. Vâng, rất ok, các bác có thể là đeo tai phone và các bác nghe được những giải bát check nó sẽ chi tiết hơn. Vâng, TV mạng các bác sẽ ấn là D. Dòng này cắm điện 100V và tắt mở nguồn tổng trên thất âm ly power là sẽ tắt hết. Vâng, đồng thời nghe gì thì ta sẽ bấm đó. Với dòng dàn size chung của A5 nó sẽ chỉnh được tất cả các chế độ EQI theo ý thích của mình. Trước màn hình các bác quan sát nó sẽ chỉnh được các giải EQI từng lốt nhạc một các bác nhá. Cho nên là rất là chi tiết luôn. Các bác có thể tăng giảm ở trên giải EQI, đồng thời tăng súp bát ở dưới âm ly nữa. Cho nên là bộ dàn là A5 giải đẹp nháy, rất là mượt mà và lưu nhớ được các chế độ EQI. Em đang lưu chế độ 1. Vâng, âm thanh nghe rất chi tiết và hay các bác nhá. Hoa nắng ươm đầy đẹp tựa như lá mê bay bên tình anh. Vâng, rất ok. Ngoài ra thì nó còn rất là nhiều các chức năng 4 thớt. Dưới cùng là táp cassette, âm ly kiêm radio ở trên này luôn. Các bác có thể là dò radio ở trên này luôn. Equalizer giải đèn nháy mượt mà, trên cùng là CD. Vâng, đang nghe TV mạng ở đường LD AUX. Đồng thời tiếp theo đó, Tuler radio. Dòng này nó sẽ bắt được đài AM các bác nhé. Tôi không biết phải đáp lại Bình thế nào. Tôi cũng không biết. Vâng, radio AM và đài tiếng nói Việt Nam ok, đang nói rất là tốt. Nếu không, tiếp theo nữa phần táp cassette, các bác chú ý là trái tim táp cassette các bác bật về táp, băng dây thì các bác chả sử dụng đâu. Ai nghe bây giờ chủ yếu là để trưng bày cho đủ thớt thôi, táp cassette. Và cassette GB đang chạy ok. Vâng, thử vậy thôi chứ ai nghe. Táp ra cassette cửa B chạy ok. Sang cửa A em thử luôn. Tiếp theo, cửa A vẫn đang chạy. Chiều nay mình tôi về chốn cũ với lòng quanh. Vâng, hai cửa cassette vẫn chạy ok luôn. Thử vậy thôi, các bác nghe gì đâu ạ. Chủ yếu là thớt cassette âm ly, equalizer và CD thì nó bày vào cho nó bằng loa là ok, đẹp rồi. Vâng, với radio cassette ok, tiếng TV mạng tốt, nghe đĩa CD thì dòng này nó rất lành luôn các bác nhá. CD cho vào cái nhận bài rất nhanh và ta sẽ ấn play trên CD là dưới là tự chuyển về CD rồi. Vâng, tự chuyển về CD đây ạ, rất ok. Về miền suối qua bốn vịnh
Vâng, rất ngon các bác nhá, CD chạy hoàn hảo luôn. Có thể là lách chuyển bài cực nhanh luôn, nhả tay là chạy luôn. Vâng, mắt quá nhạy luôn các bác nhá. CD chạy rất là ok, cô dàn cực kỳ xuất sắc, 4 triệu đồng thôi các bác nhá, không nhiều đâu ạ. Âm thanh của nó cực hay luôn. Vâng, bộ dàn rất là mới xuất sắc như này. Vâng, với các thớt dàn của nó cũng đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Vâng, trên cùng đây của nó đầu đĩa. Vâng, tiếp theo nữa là Equalizer hôm nay cũng chỉ có một bộ thôi. Vâng, sơn di của nó thì đây em cũng không đào hơi quá một chút. Sơn di của nó là 3004 và tiếp theo sơn di của thớt Equalizer 3030 và 0671. Tất cả A5 hết các bác nhá. Tất cả A5 hết này, rất là ok. Và âm ly của nó có đường ghép sút luôn các bác nhá. Ôi con này trùng sơn di luôn các bác nhá. Lại còn 3030 này, 6709 âm ly này. Và tiếp dưới cùng là thớt cassette. Vâng, cũng như vậy luôn, 3030 682. Vâng, dây loa các bác đấu đỏ đen như này thôi. Vâng, rất là mới các bác nhá. Dòng này của nó ghép được súp này. Vâng, nghe radio tất cả anten vào đây. Và đường cắm là DLX TV mạng xuống. Vâng, loa thùng vách của nó cũng mới bóng luôn. Rất là đẹp các bác nhá. Quá tuyệt vời, rất mới luôn. Vâng, bộ dàn Kenwood A5 bộ giới thiệu tới các bác trong video clip ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời trong tầm giá 4 triệu đồng. Các bác nào mà có nhu cầu muốn mua thì tiếp tục vẫn liên hệ với cửa hàng điện tử Mạnh Hùng qua hai số điện thoại của cửa hàng là một số 0979086225 và tiếp theo một số nữa là 0936784225. Vâng, các bác chú ý nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Mạnh Hùng Audio và cập nhật những video mới nhất bên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng, thông báo tới các bác về các model dàn âm thanh cập nhật hàng ngày. Vâng, các model nè, tích lích 550 và một số những model dàn chung khác và các model dàn khác nữa thì em sẽ tranh thủ giới thiệu tới các bác ở các video clip tiếp theo. Vâng, các bác cứ nhắn tin vào Zalo, em sẽ tư vấn thêm cho các bác còn nhiều các model dàn âm thanh khác nữa các bác nhé. Hai số điện thoại của cửa hàng em đã thông báo rồi. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Chào tạm biệt tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video clip tiếp theo ạ.